Hello hello. Đó, tiếp tục đồng hành với cửa hàng xe máy Ngư Phương Nam ngày hôm nay. Đó, mình sẽ lên giới thiệu cho anh em một mẫu xe của Li Fang nha anh em. Dòng này là dòng Li Fang CG125. Đó. Lưu ý giúp mình, con xe này là một con xe mới tinh anh em nhá, chưa đổ xăng, chưa lăn bánh. Đó, mình đã chốt cho người ta rồi, nhưng mà tiện thể là mình quay mình sẽ báo cho anh em đổ tiếng máy rồi review xung quanh xe cho anh em mình tham khảo tiện luôn. Đó, tại trong cửa hàng mình còn mười mấy chiếc lận nữa anh em ạ. Đó, anh em nào chốt thì mình sẽ quay một chiếc, nói chung là xung quanh như này để cho anh em biết những cái xe bên trong luôn nhá, có y như nhau cả anh em. Chi tiết anh em nhá, dòng này thì nói chung là nó làm giống như con Indo thời xưa Win đó. Đây, đầu đèn vuông này, mặt đồng hồ cũng vuông này, đó xi nhan vuông luôn nha anh em. Đó, anh em mà mua xe là mình sẽ bao suất hóa đơn về cho anh em tự ra tên. Đó, chi tiết anh em. Đây, Li Fang này, CG125 này, CD. Đó, máy móc tất cả mọi thứ, con xe này thì mới tinh thì không còn gì để suy nghĩ nữa anh em. Đó, cổ bô tất cả mọi thứ rất là đẹp đẽ luôn nha. Đó, nó làm nhìn rất là ngầu, có cả lọc gió thông hơi này, xi nhan này. Đó, bây giờ mình sẽ test máy review nhá. Chìa khóa thì tất nhiên xe mới phải có nguyên một cặp rồi anh em. Đó, xe lổ rất là phê nhá. Đó, những máy lổ khỏi cần suy nghĩ đâu anh em, cực kỳ êm. Còi đèn đề xi nhan một cái hoạt động không thứ gì luôn. Đó, dòng này thì có tích hợp thêm cả xi nhan đôi nữa anh em. Đó, anh em thấy hai xi nhan đôi. Đó, mọi chức năng hoạt động đầy đủ hết, pha cốt này. Còi đèn đề xi nhan hoạt động không thiếu thứ gì. Đây, dưới lốc nó có chữ CG125 luôn nha anh em. Đó, hộp xích này, tất cả mọi thứ này. Đó, cốp chữ lổ rất là đẹp nhá. Anh em nào mà có thiện chí với cái mẫu xe này thì anh em cứ để lại cho mình một cái bình luận nhá. Anh em lưu ý giúp mình, cửa hàng mình có hai màu đỏ và đen. Cửa hàng mình sẽ bao suất hóa đơn về cho anh em tự ra tên anh em nhá. Đó, cảm ơn anh em rất là nhiều.